Chiều 28 tháng 4, các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tình hình thực hiện, triển khai một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư dự án. Các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra thực địa 3 dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn quận Ngô Quyền gồm khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên tại số 142 Lê Lai, khu nhà ở xã hội tại số 384 đường Lê Thánh Tông, khu nhà ở xã hội tại số 39 đường Lương Khánh Thiện. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố, trên địa bàn Hải Phòng hiện có 11 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai với tổng số 15.000 căn hộ. Trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội trong đô thị 11.000 căn hộ và 4 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân 4.000 căn hộ. Trong các năm 2023-2024, thành phố tiếp tục triển khai 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với tổng số hơn 20.000 căn hộ, trong đó 5 dự án nhà ở xã hội trong đô thị và 1 dự án nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp. Dự kiến đến năm 2025, Hải Phòng sẽ có khoảng hơn 22.000 căn hộ nhà ở xã hội mới vượt chỉ tiêu chính phủ giao cho thành phố thực hiện theo đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là chương trình lớn của thành phố, góp phần hiện thực hóa nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần có nguồn nhân lực rất lớn. Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về thành phố, hiện có những chính sách hỗ trợ về đào tạo lao động, nhà ở là rất đúng và trúng. Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo. Đặt cái nhà ở xã hội ở vị trí nào? Phân vùng như vậy phù hợp chưa thì phải bắt đầu từ cái câu chuyện quy hoạch. Thì cái câu chuyện quy hoạch ở đây thì chúng ta đã có cái đồ án điều chỉnh quy hoạch rồi của Thủ tướng ký rồi. Thì việc tiếp theo của các đồng chí là phải khẩn trương điều chỉnh cục bộ của tất cả các huyện, quận trong toàn thành phố. Các đồng chí phải tính toán lại cho kỹ là chúng ta đã quy hoạch cái số lượng nhà ở thương mại hiện nay. Tôi chưa nghe báo cáo đầy đủ nhưng tôi biết là cũng khá lớn. Thì tất nhiên các ông chỉ làm như vậy thì các ông chỉ phải bám vào cái chương trình phát triển nhà ở rồi. Nhưng cũng phải đánh giá lại là so với nhu cầu thực tế của chúng ta thì nó có quá cao không? Các ông chỉ phải tính toán lại cho thật là kỹ với tất cả các cái dự báo và chỉ số. Thì các đồng chí cần thiết thì có thể điều chỉnh luôn quy hoạch. Những khu nào mà trước đây chúng ta quy hoạch nhà ở thương mại thì bây giờ chuyển sang nhà ở xã hội, để chúng ta có đủ cái cơ số, cái diện tích để chúng ta phát triển nhà ở xã hội. Cái lưu ý thứ ba trong cái nội dung thứ ba này là các đồng chí phải nhanh chóng làm việc với các chủ đầu tư và lên kế hoạch để đẩy nhanh cái việc phát triển nhà ở xã hội 20% trong các dự án đô thị. Đây là một cái khoảng đang còn trống mà có lẽ như là chúng ta chưa phát huy cái này. Ý thứ tư là khi xây dựng nhà ở xã hội thì chúng ta phải có một cái nhận thức nó đúng hơn. Nhà ở xã hội không phải là cái nơi mà người ta không muốn vào ở, mà phải là một cái nơi có khả năng thu hút, có đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội phù hợp với cái nhu cầu của người dân. Cái lưu ý tiếp theo đó là phải kiểm soát được cái chi phí xây dựng để làm sao giá nhà dễ tiếp cận, phù hợp của người dân. Mà thu nhập bình quân công chức có thể mua được. Để tạo ra một cái cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và nó thể hiện được cái vai trò lãnh đạo là chỗ dựa cho chính quyền trong việc thực hiện một cái chương trình hết sức quan trọng này. Thì tôi nhất trí là cái chủ trương là giao cho ban sự đảng ủy ban, các đồng chí tổ chức nghiên cứu để tham mưu ban hành một cái nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố, chứ không phải là ban thường vụ, vì tôi cho rằng cái tính chất của nó là hết sức quan trọng. Để trên cơ sở đó các đồng chí có chương trình hành động, có kế hoạch thực hiện nó rõ ra để làm cái cơ sở chính trị hỗ trợ là chỗ dựa cho các đồng chí ban sự đảng ủy ban
các sở ngành các ông chỉ làm. Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, kiến nghị của các chủ đầu tư và giải trình của các sở, ban ngành địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận cuộc kiểm tra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận nỗ lực của các sở ngành địa phương và chủ đầu tư trong việc tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục tập trung cao để có thể khởi công các dự án nhà ở xã hội còn lại trong thời gian từ nay đến đầu năm 2024. Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp, báo cáo, đề xuất đề án về xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong tháng 5 năm 2023. Trong đó, bao gồm các nội dung liên quan đến quy hoạch vị trí triển khai các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm cân đối giữa các địa phương, khu vực, đề xuất chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội đối với công nhân, người lao động và những người đang thuê nhà ở tại các chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Đối với các dự án đang triển khai thi công, các sở ngành, địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình. Đối với các dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư, cần kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục. Đối với một số kiến nghị cụ thể của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại cuộc làm việc liên quan đến điều chỉnh tiến độ dự án, di chuyển đường điện ngầm, mở rộng tuyến đường giao thông vào các khu nhà ở xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng thông tin, thành phố sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết trong thời gian sớm nhất.